Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình nha. Mình là Thanh đây. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ thực hiện một thử thách chôn các bạn ạ. Đó chính là mình sẽ gạ giang là một nhãn. Gạ giang là một nhãn. Để xem giang sẽ phản ứng như thế nào nha các bạn. Thì bây giờ là 7 giờ hơn rồi các bạn ạ, mà giang vẫn chưa chịu dậy. Bây giờ mình sẽ đi vào trong phòng và thực hiện thử thách này nha các bạn. Nếu các bạn thấy video này của mình hay, hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nha. Và đừng quên comment thêm thật là nhiều ý tưởng hay hơn nữa để mình thực hiện nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi vào trong phòng và gạ ra nha các bạn ơi. Thì các bạn ơi, Giang bây giờ vẫn đang ngủ kìa, không chịu dậy luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ vào mình thức để gạ xem sẽ như thế nào nha các bạn nhé. Xem có được hay không. Dậy, sáng rồi. Dậy thì bố mày đang ngủ, gọi gì không biết. Bố mày đang ngủ, khiếp. Đi ra đi, em đang ngủ, khiếp. Bố mày đang ngủ. Dậy đi. Bảo biết rồi này, em nghe rồi. Anh bị điên này, đang ngủ mà. Dậy em ngủ không? Không. Bảo gì? 7 giờ hơn rồi, chưa chịu dậy đánh răng rửa mặt. Sớm mà. Ngủ sớm, dậy đi. Anh dậy sớm. Ví dậy thôi. Đi. Mệt à? Dạ, anh nói đi. Em muốn khỏe không? Lúc nào chẳng muốn khỏe thì ra đi. Thế dạy anh bảo cái này khỏe luôn. Không, anh nói luôn đi. Dạy anh bảo cái này khỏe luôn. Cái gì? Dạy. Dạ. Đang ngủ mà. Em bảo. Cái gì? Em bảo. Hả? Em mệt không? Đang buồn ngủ không? Buồn khỏe không? Nè. Nói đi. Anh bảo. Đi, nay mình dỗ. Sao? Chưa nhỉ? Chưa nhỉ? Gì? Chưa nhỉ? Em đang mơ sao ấy? Ít nữa. Không, anh ngủ biển. Lâu lắm rồi. Không, anh đi đi. Đi ra. Lâu lắm rồi. Mới sáng sớm đi ra. Lâu lắm rồi. Kệ. Không. Điên à. Tiêm cho ít thuốc cho khỏe người. Không. Mới sáng sủa là. Cười. Thế anh làm sao đấy? Chả gì cho là này. Không. Đi đâu khác đâu lâu lắm rồi. Em đang ngủ mà. Lâu lắm rồi cho nhắn đi. Tiền mà không được. Tiền không được. Vớ vẩn. Vớ vẩn gì? Người ta nghe thấy ta cười rồi. Đi ra. Cười em cười. Cười. Đi mà. Mới sáng à, đi ra. Mới sáng thì vì ấy. Anh khó lắm nhỉ, anh bị làm sao đấy? Ừ. Không, anh đi ra đi, em không nói một lần, không nói lần hai. Trời này. Này nhìn ngon thế. Em là thằng ngon. Cái mắt biến thái này nữa. Không nghe đùa đâu. Thôi, không bỏ đi. Đi ra ngoài. Em tốt mà. Tốt cái gì? Điều cho anh nè. Không. Tiền ít thuốc nó phải. Anh nói cho em tự đến ngủ đi cho. Thôi. Thôi. Anh làm gì đấy đang vớ vẩn nhỉ? Chỉ to.
gì đấy. Đừng có động vào em. Không. Anh ra ngoài đi, anh đừng làm phiền em nữa. Trong ngày này rồi. Mới sáng ra. Không. Lâu lắm rồi. Nháy nhổ cái gì đâu, cái gì đâu. Thì... anh nói thế không biết mức bộ người ta nghe cứ cười cho. Ngựa, em ngựa. Bình thường. Có gì đâu. Ôi sợ anh, em đổi hết cả da giả lại ghê sợ. Ghê sợ anh quá. Thế em thử thử. Đấy, thì em đổi da giả. Đấy, có đổi da giả đâu. Để tay này. Để tay để anh à. Anh nào, để à? Tay. Để tay anh thử. Nghiêm túc. Im. Cái gì? Biến thái đi. Không. Thịt lợm ạ. Cái gì? Đi mà. Cái con to không? Đi làm mặt. Không to đâu để. Không, đi làm. Thế là sao đừng có đòi nha. Em không bao giờ nha. Đi. Chơi. Đi. Không bao giờ. Đi ra ngoài đi. Buổi sáng anh biết cho em nghỉ ngơi cho ngủ. Như thế kìa. Em đáp đây. Vớ vẩn. Anh làm bên kia nữa. Đi mà. Lần lần cuối chị nghiêm túc. Em ở không, ở không. No, 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 no. Chị nghiêm thuốc cho khỏe đấy con. Không. Anh em hiểu sao á? Sao đâu. Em hiểu sao? Sao đâu. Nhìn em thế này. Thế thì mới bảo nó làm này. Này nhỉ. Vâng ạ. Đi. Em tát lửa nha. Đi. Không. Đi. Anh đừng có như thế nữa đi. Biến thái. Cho đỡ gì? Không. Ừ. Anh đi đi. Không đi. Đi đi. Đi. Em. Thế chốt là không cho đâu rồi. Rồi các bạn ạ. Lại quay video à? Các bạn ạ. Thế là không. Giang không cho các bạn ạ. Thế là video này nhạt luôn các bạn. Mới sáng mà. Thì mới sáng thì mới bảo tiêm ít thuốc nó khỏe người. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã dành thời gian xem video này của mình nha. Nếu thấy hay hãy cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại.